đó. Cho nên là thầy Mỹ chọn cái bài tươi mát, dí dỏm để cho thép phát huy được cái khả năng sở trường của mình. Cho nên thầy Mỹ đặt để cho thép vào cái vai công tử trong bài Trai Tài Gái Sắc. Ví dụ như mỗi thí sinh nó chỉ có diễn về cái vai của mình đã cảm thấy rất là mệt, có khi chị ơi em thăng tiến rồi, nhưng còn riêng đối với chị là chị phải diễn, chị thị phạm từng nhân vật, từng người. Giống như là hai người bạn diễn thì chị diễn cho Tâm xong và diễn cả cho anh Thép để hai bạn có thể dồn và diễn theo cách của chị đã chỉ dạy. Thật sự Tâm rất là xúc động. Trời đất ơi, vậy là công tử hào hoa sẽ đi với cô. Tâm thì có cái màu có chút cá tính, có chút lẳng ở trong đó, cho nên là Thoại Mỹ chọn Thanh Tâm để cùng với lại Thép phối hợp nó sẽ dễ hơn, duyên dáng hơn. Trời ơi, đừng có hỏi tôi kể xấu cái chắc chết, bà này bà có tâm thiệt. Mà mới lỡ nói một câu hố tác bụp. Người ta tác là tác giỡn, bộ đâu phải là tác thiệt đâu. Trời ơi, thiệt tình. Tại vì nhiều khi trong cái buổi tập thì nó cũng phải có cái này cái kia, có cái sai. Nhưng mà thật sự mà nói Tâm chỉ mình rất là tận tình. Cái đó là một cái tốt. Thì thật sự ra nghề nghiệp chính của Tuấn An thì làm rẫy và nuôi tôm. Hát thì chỉ hát tài tử rồi thôi, hát bài bản tài tử. Còn vấn đề mà hát diễn mà cải lương thì thật sự ra nó vẫn chưa từng hát lần nào. Đây cũng là cái cơ hội để Tuấn An học hỏi chỗ anh em, chẳng hạn như Trà. Tuấn An cũng học hỏi cách diễn sức này kia nọ rồi. Thì đây là cái trải nghiệm đầu tiên Tuấn An hát cái vai tướng mà đứng trên sân khấu vậy. Văn Nguyên và Hàng Ni. Hàng Ni thì cất cái giọng hát lên trong vắt và cao vót, và có một cái giọng rất là ngọt ngào, một cách luyến láy giống như là chị Phượng Hằng vậy. Văn Nguyên cũng vậy, một anh đầu bếp thật là cực kỳ giỏi tại nhà hàng, nhưng mà yêu bộ môn sân khấu cải lương, yêu những bài vọng cổ, và thế là anh tự tìm tòi, tự học hỏi để trở thành là một ca sĩ, một nghệ sĩ bán chuyên nghiệp, đã tạo cho Ngọc Huyền một cái sự cảm xúc nồng nhiệt, đặc biệt đối với hai cái giọng hát này. Chính vì vậy mà Ngọc Huyền kết hợp hai giọng hát này vào trong một cái tác phẩm của Bác Viễn Châu được mang tên là Dù Anh Nghèo. Dù cho vật đòi sao giờ rồi. Cũng như qua cái trích đoạn Lan và Điệp của Thúy Duy và Tấn Đạt, thì Tấn Đạt có ngoại hình không có được điển trai lắm, nhưng mà giọng hát của bạn ấy thì rất là nội hàm. Nội hàm khi mà bạn cất cái giọng lên là có thể là xoáy vào trong trái tim của Ngọc Huyền. Nhưng mà bạn lại có cái khuyết điểm là hát lúc nào cũng ém. Thì khi đến với đội Huyền thì Ngọc Huyền ráng cố gắng nói lên những cái khuyết điểm của bạn để mà bạn sẽ vươn mình hơn. Cái tiết mục mà Một Mối Tình Đẹp, một bài thơ đã được bất hủ lưu truyền trong lòng của khán giả, đặc biệt là khán giả sân khấu cải lương của chúng ta suốt bao nhiêu năm qua, đó là Lan và Điệp, thì các bạn sẽ thổi được cái làn gió mới với cái giọng hát đẹp của mình. Rồi thôi đành chờ kiếp sau. Thế thôi gì, lâu rồi em không có được cùng cỡ, em không biết. Ngoại hình cũng chuyển dễ thương, khuôn mặt cũng khả ái, cộng với lại một cái làn hơi rất là khỏe, thì chúng ta nghĩ rằng bài hát Giang Câu rất phù hợp với đàn ông. Trong quá trình luyện tập thì em thấy Tiên cũng đã phần nào nhập vai và có sự biến đổi từ một diễn viên thường là ca salon, bây giờ là Tiên bước vào một cái lĩnh vực là vừa hát vừa diễn mà lại là diễn một cái vai hài nữa, thì Lâm chỉ mong rằng Ngọc và Tiên sẽ hoàn thiện với nhau để làm tròn bài hát
trên câu. Hy vọng là các anh quý vị sẽ ủng hộ cho hai em tìm và Thảo. Thì phải cưới rồi, đừng để cho em phải ngồi đợi đó. Trời ơi, đem đồ đeo rồi dữ dội lắm nè. Chứ mà hai đứa con mà ủng hộ rồi mà chặt ông Long đó là uổng lắm không biết không? Dạ. Tại vì đúng gì đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Bữa nay Khởi Mỹ rất là bất ngờ nha. Bữa nay em đã làm hay nhất trong các buổi tập. Ngọc Huyền cứ phải vỗ tay liên tục bởi vì cái bài nhạc quá tuyệt vời. Thế nào á, người ta cũng nói tôi là thằng rể hụt nè. Nó có hiếu, nó cắt nước bé bờ làm con trai ta. Và những giây phút quan trọng nhất của vòng thi Sonica trong tài đã đến rồi đây. Cái giây phút này Khởi Mỹ không những đau lòng mà đau đầu nữa các bạn. Đối với trong trái tim của Ngọc Huyền thì các bạn đều có những cái nét đẹp rất hay riêng. Nhưng mà cuối cùng phải lựa chọn. Đón xem tập 8 Đường đến danh ca vọng cổ phát sóng vào lúc 20h45 phút thứ bảy ngày 7 tháng 1 năm 2017 trên kênh HTVC Thuận Việt và HTVC Thuận Việt HD.